Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Anh Hướng Dương ơi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Không, là ngày gì? Có phải sinh nhật của chị Mỹ Linh không? Dạ không phải sinh nhật của ai cả anh à, mà hôm nay là một ngày thật là buồn. Ngày mà biển của 4 tỉnh miền Trung Việt Nam bị nhiễm độc, khiến cá chết nè, rồi các sinh nhật khác đều bị hủy hoại hết. Ngày thảm họa Formosa đó anh. Đúng rồi, cảm ơn chị Mỹ Linh đã nhắc chuyện này. Một năm đã trôi qua mà nhà nước chẳng giải quyết các nguyện vọng chính đáng của ngư dân. Thật tội nghiệp, anh Thái Hòa có tin gì mới về vụ Formosa không? Có chứ, mấy tháng qua đã có nhiều cuộc biểu tình đòi bồi thường này, đòi trục xuất Formosa khỏi Việt Nam này. Cách đây vài ngày, bà con ta ở các xã thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có thêm 7-8 ngàn người đã biểu tình tràn vào trụ sở huyện, khiến các viên chức bỏ trốn tất cả. Chẳng những họ không giải quyết theo nguyện vọng của người dân, mà họ còn binh vực và bảo vệ cho Formosa nữa chứ. Các anh nghĩ coi, họ đàn áp, họ ngăn cản, rồi họ đánh đập những người đi khiếu kiện đòi bồi thường nữa chứ. Có phải thật là quá bất công và phi lý không? Trong nước, bà con ta đang vận động ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Đài Loan phải can thiệp giải quyết vụ Formosa. Nghe đầu đã có gần 100.000 chữ ký rồi. Chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa đã ký chưa? Mỹ Linh chẳng những ký mà còn vận động bà con, bạn hữu ở trong nước ký vào nữa, để hy vọng rằng mình sẽ có đủ sớm 100.000 chữ ký để gửi cho chính phủ Đài Loan. Về chuyện này, Thái Hòa xin thông báo cho anh chị em biết có một cái tin vui, đó là tại Quốc hội Đài Loan, nữ dân biểu Chu Chi Fan, tiếng Việt phiên âm là bà Tô Thị Phần, đã lên tiếng chất vấn Thủ tướng Đài Loan và yêu cầu chính phủ Đài Loan phải can thiệp vào vụ Formosa gây ô nhiễm ở Việt Nam. Thái Hòa đã xem video này, trong ấy bà nữ dân biểu nói rõ rằng là việc gây ô nhiễm của Formosa không chỉ thiệt hại cho người Việt Nam mà còn làm hoen ố hình ảnh Đài Loan trong lòng người dân Việt Nam nữa, vì hai nước đã có những cái quan hệ chặt chẽ từ rất lâu. Vì thế bà yêu cầu chính phủ Đài Loan hãy dẹp bỏ công ty này ở Việt Nam để lấy lại danh dự cho Đài Loan. Được như vậy thì còn gì bằng. Như thế việc ký thỉnh nguyện thư lại càng có ý nghĩa và cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Dạ đúng như vậy, việc trục xuất Formosa chính là nguyện vọng của người dân Việt Nam. Mà đồng thời, mình cũng phải xem xét còn bao nhiêu công ty khác đang gây ô nhiễm trên khắp đất nước của Việt Nam mình nữa đó. Bây giờ cũng là tháng 4, tháng này nhắc nhở mỗi người Việt chúng ta đừng quên ngày quốc hận. Hận là vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã tàn phá đất nước suốt 42 năm qua, đặc biệt là họ hủy hoại môi trường khắp nơi. Từ nguồn nước đến không khí, từ rừng núi trên cao nguyên xuống đồng bằng, ra biển khơi, đâu đâu cũng bị ô nhiễm. Nhà nước còn cho nhập các loại thực phẩm độc hại từ Trung Cộng vào để mà giết dân mình nữa. Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm tay sai cho Tàu Cộng để mà tiêu diệt dân tộc mình đó. Anh Thái Hòa nói đúng. Mới tuần rồi, Hướng Dương đọc tin thấy Trung Cộng cho ngưng 85 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá vì gây ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng để thay bằng các nguồn năng lượng sạch, trong khi Việt Nam lại đang xây thêm 10 nhà máy nhiệt điện chạy than. Điều đáng nói là hầu hết các dự án này đều do nhà thầu Trung Cộng thực hiện. Theo các tin tức chính thức thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 51 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than. Tình trạng ô nhiễm lúc đó sẽ rất là khủng khiếp. Vậy thì nguy to rồi. Chắc là mấy cái tổ máy cũ của mấy người Tàu họ đem họ dứt bỏ thay vì họ đem họ bỏ, rồi bây giờ đem qua Việt Nam lắp đặt ở Việt Nam, chẳng mấy chốc là Việt Nam lại trở thành bãi rác phế thải của người Tàu nữa rồi. Bây giờ thì đã là bãi rác của Tàu rồi chứ còn chờ đến khi nào nữa. Các anh chỉ có nhớ cách đây mấy tuần có đến hàng chục tấn rác thải đã dạt vào bờ biển Quảng Ngãi không? Rác rưởi ấy gồm chai lọ, bao ni lông vân vân đều mang nhãn hiệu của Tàu cả. Cứ xem hàng triệu du khách ào ạt sang Việt Nam, họ đi đến đâu là xả rác bừa bãi ở đó, thì biết người Tàu ở đại lục gây ô nhiễm ở mức độ nào. Dạ Mỹ Linh có biết nước sông Sài Gòn cũng bị nhiễm độc nặng, làm cá chết trôi nổi lên rất nhiều. Các anh nghĩ coi, con sông là nguồn cung cấp nước cho hàng chục triệu dân, mà như vậy thì sức khỏe của dân mình sẽ ra sao đây hả trời? Đấy, 42 năm giải phóng miền Nam là như thế, đất nước thì bị tàn phá, đời sống người dân thì cơ cực, mọi quyền con người thì bị bóp nghẹt, tham nhũng thối nát khắp nơi. Bọn lãnh đạo tha hồ đục khoét của công, cứ như thế này thì nước mình rồi sẽ ra sao? Thì đất nước mình càng ngày càng lệ thuộc vào Tàu Cộng, thậm chí có thể đi đến chỗ mất nước vào tay Hán tộc thôi. Đầu năm nay Nguyễn Phú Trọng đã sang Tàu ký 15 văn kiện đưa Việt Nam vào vòng kiểm soát của Trung Cộng đấy. Do đó, muốn phá vỡ cái thế bí này đó thì chính người dân phải đồng lòng đứng lên giành lấy cái quyền làm chủ đất nước, chứ chả lẽ cứ nằm yên để chờ chết hết cả hay sao? Người dân thì chỉ có tay không, thì làm gì được đây, khi mà họ lại dùng công an, quân đội để đàn áp dân mình.
phải có ý chí và quyết tâm trước. Khi lòng dân đã quyết tâm thì không có sức mạnh nào ngăn cản được. Hướng Dương nói đúng đấy, lịch sử đã chứng minh như vậy. Ý dân là ý trời mà. Vì lẽ sống, vì sự sinh tồn của dân tộc, Thái Hòa tin rằng người dân Việt Nam thế hệ này sẽ làm thay đổi lịch sử như cha ông ta ngày xưa đã từng làm. Và Mỹ Linh rất đồng ý. Chúng ta ở hải ngoại, chúng ta phải có bổn phận để tiếp tay với bà con trong nước nữa chứ. Dĩ nhiên là như vậy. Chúng ta đang làm đây. Hỡi bà con, hãy mau mau đứng lên đáp lời sông núi, chống kẻ xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Như lời nhạc sĩ Việt Khang đã hát vang. Mỹ Linh, Hướng Dương và Thái Hòa xin tạm biệt quý thính giả. Đài phát thanh đáp lời sông.